Alo, xin chào. Đây là Công Minh. Và lắm rồi tôi không livestream. Xem nào, có hình rồi, ok. Nó sẽ mở nhỉ. Còn ngược sáng nữa chứ, đúng là một combo. Ok, có người rồi. Okay, xin chào bạn à, lâu lắm rồi anh mới livestream và không gian này hoàn toàn mới. Nếu bạn nào đã chăm chỉ xem livestream thì cũng được một khoảng thời gian khờ khờ rồi. Tháng 1 2022 thì tôi mới làm một cái livestream trên YouTube và từ đấy đến giờ, à không phải livestream, một cái video, và từ đấy đến giờ chả đăng lên một cái video nào. Lý do đơn giản là vì quá lười, tắt đi thì nó bị tối mà không tắt thì nó cũng vẫn tối. Ok, các bạn nghe tiếng tôi không? Các bạn nói gì đi, chỉnh cho sáng tối. Đôi khi chúng ta livestream chẳng vì lý do gì, thích thì livestream. Không biết cuộc sống của bạn nào có ổn không, tôi hy vọng là mọi người vẫn ổn, mặc dù thị trường VN-Index không ổn cho lắm. Ui khiếp, con EU tăng nhiều thế, 10 giá rồi. Vàng có đấy. Lâu không livestream, không biết nói gì thật. Thôi từ từ nhá. Từ cho nó đỡ khớp. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại nhịp độ. Chết thật, mọi người lâu lắm không quay trở lại để gọi mình là bác thế này. Lâu lắm mới thấy bác trở lại, chết tôi. Anh còn chưa xong mà lại gọi là bác bao giờ. Thôi rồi, không sao. Ai cũng phải già. Già trước nhưng mà tâm hồn trẻ cũng được. Ui. Thị trường nó chạy kiểu gì ấy nhỉ? 10 giờ. Nói chung cuộc sống của tôi dạo này cũng tương đối ổn. Sau một thời gian không được ổn lắm thì nó đã ổn trở lại. Còn tất nhiên thì không bao giờ có chuyện cuộc sống nào ổn được. Vì trong lúc mình đang ổn nhất thì nó có thể phát sinh một cái gì đấy nó không không ổn. Và ngược lại, trong lúc mình không ổn thì chính là mầm mống của việc có cái để ổn. Hôm nay tôi cảm thấy khá là vui. Bởi vì một việc đơn giản nhưng mà tôi nghĩ chắc nhiều bạn cũng không để ý, đó là việc đi khám sức khỏe. Cơ quan tôi hôm nay khám sức khỏe, cũng khám nhiều thứ, mắt mũi rồi tim phổi nội niết rồi siêu âm x quang. May quá mình chỉ hơi béo thôi, cái đấy xử lý được, còn lại thì chẳng có vấn đề gì, nên là tôi thấy khá là vui. Vì thực ra thì khi mình có sức khỏe thì cái gì chả làm được. Học cũng học được mà kiếm tiền cũng dễ, nên là đối với tôi hôm nay sau khi mà
mà nhận được kết quả về khám sức khỏe nên là cảm thấy khá là ok, rất là vui. Nếu mà các bạn vẫn còn đang trẻ thì giống như tôi ấy, thì các bạn hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, hãy cố gắng chạy nhiều. Đợt trước tôi sinh viên tôi chạy nhiều lắm, tôi sinh viên tôi phải chạy khoảng tầm chục cây một ngày đấy. Hôm nào mà mưa gió bão bùng thì chạy 5 cây thôi, chứ còn hồi sinh viên toàn chạy 7-8 cây đến chục cây một ngày, nên là hầu như là người khô đét, không bao giờ biết đến chuyện béo là gì. Xong gần đây mới biết khái niệm béo, xong hôm nay bác sĩ siêu âm bảo là gan nhiễm mỡ độ 1 nhẹ thôi, nhưng mà bảo là chú ý chế độ ăn uống. Đấy, ok, thế là tôi lại sửa đổi tí. Thế tôi đang đi tìm phòng tập gần nhà để thay đổi lối sống, mình không ăn uống nhiều như trước. Cái thời sinh viên tôi ăn kinh lắm, trông gầy này thôi mà ăn khiếp, các bạn ăn chắc bằng nửa tôi. Các bạn ăn hết một con vịt đâu, nếu các bạn ăn hết được một con vịt thì bạn bằng tôi. Con vịt tầm 2-3 cân đấy nha, con vịt vịt cỏ không tính. Thế nhưng bây giờ tôi không hề ăn hết được một con vịt như thế. Trời ơi, nhiều lúc tôi gọi rất nhiều ra nhưng mình quên mất là mình không thể ăn nhiều như xưa. Từ cái đợt mà tôi làm cái EF ấy, Intermittent Fasting, nó bị teo dạ dày hay sao, ăn kém hẳn. À thôi, hãy ăn ít được, ăn ít sống lâu. Sống 90 tuổi thì mấy, sống lâu làm gì đúng không? Tầm tầm đấy thôi. Ok, chào bạn Danh, chào bạn Nhật. Hôm nay tin CPI anh có dám đánh không? Tháng trước mất một quả. Ôi rồi, tháng trước mất quả CPI, choáng. Nhưng không sao, vẫn gỡ lại được hết. Nhưng mà nói chung là hôm nay cái CPI cũng dự đoán đúng, mình cũng đoán là vàng sẽ sập, nhưng mà vẫn muốn nó leo cao tí, tầm 85 sell, cùng 82 nó sập mất rồi. Ngày mai sắp phát 30 giá, à đâu 40 giá chứ, về 42 khiếp thật đấy. Thôi, giàu sang phú quý không dành cho mình, giữ tiền để mai đi mua iPhone. Mai tôi được mua iPhone các bạn ạ. Sau khi xin xỏ gãy lưỡi, tôi được được cho tiền mua iPhone. Ok, xin chào Vinh. Thực ra đây không phải là căn phòng mà tôi hay livestream, mà thực ra chính xác là đây không phải nhà tôi, đây là nhà tôi thuê. Ở gần đây tôi quyết định là thuê nhà chung cư để ở, có rất nhiều lý do. Nhưng mà tôi thấy ở chung cư có một số cái hay. Thứ nhất là nó chỉ có một sàn, trông gọn dễ. Thứ hai là nó rộng, nhà này rộng ạ, 120 mét vuông, thế nên là rất là rộng. Thứ ba là tiện, mua đồ các thứ rồi ăn uống các thứ thì không phải nghĩ, thế nên là tôi thấy quyết định chuyển ra ngoài ở một thời gian cũng hay. Tất nhiên là một thời gian thôi, chứ không biết là bao nhiêu lâu, nhưng mà ít nhất là trong thời gian tới vài năm tới là mình sẽ thuê nhà ở, cũng thấy thú vị. Dành khoản tiền để mua nhà, dành để đầu tư, mua đất hoặc làm cái gì đấy. Còn cũng chưa muốn đầu tư một khoản lớn vậy. Thời điểm này các bạn thấy đấy, VN Index sập nó cứ như là bổ củi ấy. Hồi trước thì bảo là không biết bao giờ về đầu chín, sập cho phát về đầu chín luôn. Nên là cuộc đời này cái gì nó cũng thể xảy ra, đặc biệt là trong thị trường tài chính. Tôi đợt này nó thật là tôi đánh đấm rén mà. Chứng khoán anh rút lâu rồi em ạ. Sợ. Từ tháng 6 2022 đã rút hết rồi, không để một xu nào. Sợ, sợ hãi. Nhìn thị trường máu chảy đầu rơi, tin xấu liên miên. Từ đợt Tân Hoàng Minh, FLC anh Quyết, xong đến bây giờ là SCB, Sacombank này, xong rồi Tân Việt chứng khoán, vân vân. Ui, toàn tin xấu, không có một tí tin nào gọi là tin tốt đẹp. Sang crypto đi,
Crypto anh mất cũng khớ khớ. Nhưng một lý do mà anh không đánh EPIC, không đánh future trên crypto em biết là gì không? Có một lý do anh không đánh crypto, chỉ có một lý do rất đơn giản, là bởi vì nạp USDT quá mất thời gian. Ví dụ như anh đánh Xnet nhé, nạp phát được luôn, nạp phát được luôn, nhưng cái kia lại còn phải sang tìm một cái OTC ở một cái sàn nào đấy, ông mua xong ấy vào, rồi còn chênh lệch tỷ giá mất thời gian. Hôm nay tôi có đánh Forex không? Hôm nay đánh đúng một lệnh, à, cho bạn xem, đánh đúng một lệnh, à không phải đánh đúng một lệnh, mà là đánh có một tí trước giờ ra tin, vì hôm nay có tin CPI. À. Lãi được có hơn 100 đô, chấm hết, đủ tiền mai ăn bát phở. Chứ còn tôi xác định là hôm nay không đánh đâu, vì hôm nay có nhiều cái vui mà bản thân tôi biết, cứ kèm tôi vui là tôi hay làm sai, hay đánh linh tinh, nên là rút hết tiền luôn, không đánh. Nghệ anh Minh có quả áo cháy quá, quá cháy luôn em ơi, cháy cực kỳ luôn. Giai đoạn này là giai đoạn siêu nhạy cảm về tiền luôn, vì đơn giản là không có tiền. Bản thân tôi bây giờ không có tiền, đầu tư hết rồi, nhìn thấy cái gì cũng thấy chia mấy giảm bao nhiêu phần trăm đỏ lom. Cái nhà này đèn thiết kế không được ngon lắm, nó bị ngược sáng nên là khuôn mặt của mình nó không được ấy, lên nó không được đẹp. Các bạn yên tâm là video này tôi sẽ up lên YouTube, bởi vì YouTube đúng 10 tháng rồi tôi chưa đăng một cái video nào, chắc nó cũng cay tôi lắm. Mà tao mới bóp tương tác của mày có tí mà mày không đăng video nữa. Đăng ở trên Facebook này thì có một cái nó tiện nhanh, YouTube thì nó hay phải dùng một cái phần mềm khác ấy. Đấy. Nên là livestream trên Facebook xong rồi nhảy sang YouTube đăng là sẽ ok hơn. Giờ đây tôi đang cố gắng đọc sách trở lại, trời ơi, tôi lười đọc sách quá, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. À, tôi có hai cái máy đọc sách này các bạn, cho bạn xem đây, cái này của Onyx, nó có viết được bút để đọc bài PDF, cái này đọc PDF, còn một cái con nữa Kindle Oasis của tôi chuyên để đọc sách ấy. Nói chung tôi là người thích công nghệ, hay hay mua linh tinh, cái gì thích mua đồ công nghệ thích thử, nhiều khi mua về cũng chẳng dùng được nhiều đâu, nhưng mà mình cảm giác mua về cho nó yên tâm. Bây giờ mới có 10:20 sớm chán. Mua nhiêu thế ạ? Tức là ý là hỏi là dung lượng hay là hỏi tiền em? Anh cũng không hiểu cái từ nhiêu ấy là gì. Rồi vàng tăng đấy, dùng 43 này mà múc lên thì có phải là giàu rồi không? Úi dồi ôi, EU tặng kinh, dã man nhé. Tăng kinh á. Úi giời ơi, Hello Trinh. Không, con Kinder Oasis làm gì mà đến. Con này chắc 6 triệu hay 8 triệu nhỉ? Thật sự mua lâu quá không biết. Em. Tôi chả biết, tôi chỉ thấy nó có một ưu điểm nó nhỏ, cầm một tiện. Trước tôi có một con, à nó có hai cái phím bấm ở đây các bạn này. Chuyển chuyển chữ kiểu tiện, cầm tay nào cũng được mà. Đấy, kiểu giả vờ đọc sách tri thức mà. Kiểu kiểu đấy. À, quên, để tôi kéo cái này lên cho cao. Ê. Rồi, ngon rồi. Đấy, các bạn thấy không? Có giống tri thức không? Review cái ghế khiếp, ông Trinh nhà ông ấy tinh thế, ông này ông tinh thật đấy, mắt này mắt cú. Cái ghế này anh mới mua thật Trinh ạ, anh mua của bên thôi tía gửi link, nhưng mà đại loại cái ghế này anh thấy khá ok, nó có một cái để chân cũng êm, ngửa được, nằm ngủ dễ lắm. Xong rồi
cũng cũng được so với những loại ghế trên thị trường đó thì mình thấy ok, so với ghế game ấy là cũng gọi là rẻ hơn tí, dùng được ổn định. Thì anh gửi lên nhá, có cái anh mua ngay gần chỗ nhà anh thấy khá ok. Mà lúc đầu anh tưởng cái ghế công tay học này ít người mua nhưng hóa ra đông lắm luôn ấy, không hiểu sao. Những cái gì mình nghĩ thì nó không phải như những gì mà mình nghĩ, bởi vì ngoài cuộc sống nó không như thế, nó chạy theo một cái kiểu khác. Ôi khiếp, BTC vàng biết EU ấy ước chạy của riêng biết. Chết 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 chết. Kinh quá. Thôi. Dạo này em đang tìm hiểu về ETF. ETF là cái gì ấy nhỉ? Nghe quen đấy nhỉ? Anh không biết. Đầu tư kiến thức mà. Đầu tư rất nhiều kiến thức. Anh ấy cái công thái học người ngồi hay phết. Lúc đầu mình nghĩ bảo ôi giời mình có ngồi mấy đâu đúng không, chủ yếu ngồi trên cơ quan thì không phải cái công thái học rồi, có ngồi mấy đâu. Nhưng mà thấy đúng là mua xong sáng suốt, cũng không phải tự dưng nó sinh ra. Ở đấy anh còn thấy có quả nó làm bàn nhấc lên nhấc xuống thôi, sau đó còn ghế ngồi như kiểu là xe đạp, mọi người ngồi lên đạp xe trong vườn, vừa đạp xe ngồi làm việc ấy. Ô, nghĩ nhiều kiểu hay thật, thánh thật đấy. Cuộc sống có nhiều cái thú vị. Index fund tức là cái chỉ số à? Đầu tư chỉ số chắc là trên YouTube hay có mấy cái video đấy không? Tại sao tôi sẽ đầu tư chỉ số mà tôi không phải ấy không? Thầm tuổi thầy ngồi lâu đau lưng lắm chết thật. Vừa vào phát cho có quả gọi bác, giờ ông này tầm tuổi này rồi cho chắc tôi đi ngủ này. Facebook này hình như chưa bao giờ livestream được 200 người, có mỗi một đợt 2020 là tôi livestream trên YouTube nó lên được tận bao nhiêu 700 người các bạn ạ. Ủa ngoài vậy kinh khủng như là sự kiện cưới đông nhi luôn, chả hiểu sao được đấy đông thế. Nhưng mà mình cũng không hiểu sao sau đó đấy xong tôi cũng chả livestream, live được đúng 2 buổi, một buổi được hơn 700, buổi sau được 600, 650 xong dừng không làm nữa. Một cười. Kinh thiệt. Nhiều lúc tôi ngồi xem lại video YouTube hồi xưa ấy, tôi không hiểu sao tôi có thể nói liên tục được. Giỏi thế nhỉ. Mà lại không có chủ đề nào trùng chủ đề nào. Giờ mình không nói liên tục được. Chắc là lâu mà không luyện nó kém. Nó không được như xưa. Xem nào, bây giờ là ngày 13 tháng 10, tức là còn mấy hôm nữa là hết năm. Sắp hết năm rồi, 2022 cũng đạt được một số thành tựu khớ khớ, chỉ thiếu mỗi tiền thôi, còn đâu thì cũng được. Những cái sự việc khác là những kế hoạch khác đều ok, hy vọng 2023 sẽ có tiền. Thầy có ý định phát triển chủ đề gì hay hay không? Anh đang có một phương án liên quan đến YouTube, hợp tác với một thằng em mà không biết nó sẽ như nào.
Nhưng tất nhiên là không phải liên quan đến 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 gọi là gì ta, đến kênh của anh làm một kênh khác nhưng mà đang xem cũng nhiều khê. À, thôi cứ thử xem chả mất gì. Anh ơi, anh chia sẻ quan điểm về việc hiểu bản thân là như thế nào và có khía cạnh gì đi ạ? Ôi, câu này hay đấy. Mấy hôm nay anh hay nói về cái từ này. Anh nói là một trong những vấn đề lớn nhất của mọi người ấy. Không, kể câu chuyện này trước. Tức là anh sáng nay anh có đọc được một câu chuyện. Thôi xưng tôi để cho nó trưởng thành. Sáng nay tôi có đọc được một câu chuyện về cái việc là có một chị đi du học Anh về. Xong rồi chị mới đi ăn kem. Chắc chắc là kem Swensen hay kem gì đắt lắm, 70.000 một viên mà người ta toàn gọi 3-4 viên, 74 28 gần 300.000 một buổi ăn kem đó. Chị không đồng ý, chị bảo tôi không ăn loại đắt thế. Đấy, xong đại loại là chị rất phản kháng cái việc là tại sao ở Việt Nam mà đi uống nước thì mà 6-70.000 cốc rồi cà phê gì 5-70 vân vân rồi kem gì như thế. Chị bảo là tôi sẽ không làm như thế mà tôi sẽ tiết kiệm tiền rồi vẫn tận hưởng cuộc sống, giúp đỡ mọi người vân vân. Thế thực ra thì tôi nghĩ là cái việc mà chị ở nước ngoài, à chị cũng so sánh cái việc ở nước ngoài ấy, chị chỉ cần dùng một số tiền gọi là nhỏ nhỏ thôi, chị đã có thể sống được dư giả thoải mái rồi, thoải mái đúng hơn không phải dư giả. Nhưng tại sao ở Việt Nam lại không như thế? Thì thực ra tôi thấy vấn đề lớn nhất của chị, chả biết có chị này có phải thật không hay là một người ở đấy do nhà báo vẽ ra, tôi chả biết. Nhưng tôi nghĩ vấn đề lớn nhất của những người như chị này ấy, là vì chị không biết mình là ai. Đó chính là cái câu hỏi của bạn Ngân này, bạn hỏi tôi là thế chia sẻ hiểu bản thân nhau. Tôi nghĩ thực ra thì bảo nghe hiểu bản thân hay không nó khó lắm. Nhưng mà hiểu bản thân nó chỉ đơn giản cái việc là biết mình là ai và không thể làm được cái gì hoặc có thể làm được cái gì thôi. Hôm trước tôi cũng lại tình cờ xem một cái video của Piu Piu. Đấy, Piu Piu cũng nói cái việc là bạn học dốt hay bạn giỏi, học giỏi không quan trọng. Quan trọng là bạn phải chấp nhận là bạn học dốt và bạn chấp nhận bạn học giỏi và bạn sẽ tìm cách để bạn cải thiện cái đấy. Thế nên là tôi thấy có nhiều người, nhiều bạn không chấp nhận sự thật là mình dốt, mà tôi thấy thực ra cái việc mình dốt có làm sao nhỉ, dốt nó bình thường, ai hiểu lúc dốt không biết thì hỏi chứ. Sáng nay có một bạn học viên cũ hỏi tôi là anh ơi em hỏi sếp mấy từ tiếng Anh mà sếp không trả lời, sếp bảo dễ thế mà không biết thì sao làm việc được. Tôi bảo anh ấy là em cứ đốp lại, bảo là giờ em không biết thì em mới hỏi chứ em mà biết thì em làm sếp rồi, nên là bạn cứ hỏi thoải mái chả vấn đề gì, quan trọng là mình hỏi với thái độ như nào đúng không, mình có cầu thị hay không chứ mình có làm gì đâu. Mình được đi làm công ăn lương, người ta trả lương trả tiền cho mình thì mình làm công việc, làm công việc mình làm chưa hiệu quả thì mình hỏi có vấn đề gì đâu, thế chả lẽ đi hỏi cũng cấm. Xong nói xong rồi bạn bảo em thấy khí thế lên rồi em sẽ quyết định muối mặt đi hỏi lần nữa. Đấy, kiểu kiểu thế. Tức là những câu chuyện không đầu không đuôi, từ việc piu piu này, từ việc bạn ấy hỏi sếp này, đến cái việc mà cái chị du học nước ngoài kia, thì nó quanh đi quẩn lại vẫn chỉ một cái trả lời cho một câu hỏi là nếu bạn biết mình là ai ấy, thì bạn sẽ biết bạn cần làm gì và không làm gì. Thực ra tôi nghĩ tôi có một cái ưu điểm nhé, là tôi biết mình là ai, thật sự tôi biết mình là ai luôn, không bao giờ tôi bị ảo tưởng tôi là cái gì đâu. Nên tôi thấy à, nhiều người dạy tiếng Anh một thời gian xong, hoặc là dạy một cái gì đấy một thời gian xong nghĩ mình là thầy, xong bắt đầu là thầy dạy tiếng Anh nhá, thì sẽ biết được tất cả những thứ khác đấy, bắt đầu ngồi lên trên mạng lại bắt đầu bốc phét về những chủ đề khác. Và thực ra thì ngay cả với tiếng Anh hay toán thì bạn chỉ thể giỏi một lĩnh vực thôi, không thể giỏi tất được. Và những cái gì mình nói nó chỉ là chia sẻ kinh nghiệm mà, ví dụ tôi học tiếng Anh lâu rồi tôi biết tôi nói lại thôi. Mà ngay cả lúc mà tôi dạy học viên có nhiều cái cũng sai lè. Có bạn hôm trước tôi dạy bạn học sinh viên Bách Khoa phải công nhận là giỏi. Giỏi một cái điều là bạn ấy rất hay gọi là tìm xem những gì tôi nói có đúng hay không. Đấy, bạn bảo anh ơi từ này phát âm như này, từ kia có một cách phát âm như này, từ kia tôi phải công nhận là bạn ấy đúng thật. Thế mình bảo là thật sự là anh không biết. Trước giờ anh học tiếng Anh bao nhiêu lâu anh dùng anh không bao giờ thấy trường hợp đấy. Em nói anh mới biết. Ok anh xin ghi nhận. Thế nên là tôi thấy là cái việc mà biết mình là ai ấy và chấp nhận con người mình ấy, quan trọng. Nhiều khi mình cứ không chấp nhận con người mình nghĩ là mình phải làm cái gì đấy nó rất là kinh khủng, là nguy hiểm. Nên là nhiều khi làm TikToker, làm reviewer, làm Facebooker mà nổi tiếng quá nó cũng nguy hiểm các bạn, không phải không. Vì khi mà các bạn nổi tiếng quá thì các bạn sẽ hay bị cái kiểu nghĩ là thế giới nó phải quay quanh mình ấy. Nó giống như kiểu thuyết 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 của ông gì ấy nhỉ, tôi chả nhớ tên, Copernic với Galileo trước tranh cãi nhau, à không phải tranh cãi nhau mà tranh cãi với nhà thờ về cái việc là trái đất quay quanh mặt trời hay mặt trời quay quanh trái đất ấy. Người ta cứ bảo là chỉ có
mặt trời quay quanh trái đất thôi, nó là thuyết nhật tâm đấy, và ngược lại thì kia là thuyết địa tâm, tức là trái đất quay quanh mặt trời ấy. Cuối cùng thì người ta không không dám điều ấy vì sợ bị tử hình, xử tử ấy. Họ lại bảo thôi đúng là mặt trời quay quanh trái đất, nhưng mà sau đấy thì đã chứng minh được. Và Galileo trước khi mà suýt bị xử tử thì ông ấy nói là gì, dù sao thì trái đất vẫn quay đấy, anh nghĩ thế. Tức là tóm lại là nếu mình không chấp nhận một sự thật, không biết được là mình nên làm gì ấy, thì tôi nghĩ cũng mệt mỏi, khá mệt mỏi. Nên là đối với bản thân tôi thì tôi nghĩ là mình cứ chấp nhận con người mình đã, xong mình sẽ tìm cách để cải thiện dần. Mình dốt thì ok, mình cải thiện thôi, tôi thấy không có vấn đề gì hết. Việc dốt hay việc giỏi nó không có quan trọng, quan trọng là cái thái độ của mình đối với cái việc đấy như nào, thật sự luôn. Chứ nhiều khi nhìn mọi người cứ thấy là cứ phải căng lên hoặc là biến mình thành một con người khác, sao nó mệt mỏi nhỉ, không cần gì phải làm đấy đâu. Dâu thì bảo dâu, nghèo thì bảo nghèo, dốt thì bảo dốt, giỏi thì bảo giỏi, vấn đề gì đâu. Nhưng mà nó phải đúng nha, chỉ sợ nói sai thì đấy lại không phải hiểu mình nhá. Ok, một câu của bạn Ngân nhé. Thật ra nó có rất nhiều ý kiến chia sẻ quan điểm khác nhau, hoặc các khía cạnh gì anh ra anh chả biết. Nói về phạm trù triết học thì khó lắm. Nhưng anh nghĩ là hiểu mình thì chỉ đơn giản nhất là biết mình muốn gì và có thể làm được cái gì hoặc là không thể làm được cái gì thôi. Nếu em biết được cái đấy, hoặc là mọi người biết được cái đấy, thì mọi người sẽ phát huy tối đa khả năng của mình và sẽ đi được rất là xa. Mà thường cơ bản thì mọi người sẽ không tin những sự thật như thế. Thật sự đấy, không phải đơn giản đâu. Chấp nhận con người mình khó phết. Mặc dù ngày nào mình cũng nuôi ôm mình, nhưng mà chấp nhận mình là ai khó. Lần đầu tiên là coi live. Ok, hello em. Nếu quay lại tuổi 25 thì anh sẽ nói gì với bản thân, và anh có lời khuyên gì cho những bạn ở tuổi này không? Tức là bây giờ em 25 tuổi đúng không? Theo bạn là Hồ Quang Phước hay là Hồ Phước Quang này đấy. Tức là nếu mà quay trở lại tuổi 25 thì khuyên gì? Thực ra thì độ tuổi nào thì anh nghĩ cũng có một số thứ nó gọi là căn bản. Ví dụ ở tuổi 25 hay là ở bất kỳ tuổi nào nhé, thì đầu tiên là hãy chú ý sức khỏe. Nói thật là sức khỏe quan trọng, siêu 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 siêu, siêu quan trọng. Các bạn đang khỏe các bạn không sao đâu, nhưng các bạn cứ đau tay đau chân, các bạn ốm đau, các bạn thấy nó khác. Nên tôi nghĩ việc đầu tiên là hãy để ý sức khỏe, chạy đi bộ này, tập thể thao, đá bóng này, bơi lội các thứ, làm sao cho người mình khỏe đã. Khỏe thì mới làm được việc khác đúng không, mới có thể học hành, yêu đương, xây dựng đất nước được, tiến tới chủ nghĩa xã hội đúng nghĩa, chủ nghĩa cộng sản đấy. Chứ còn nếu mà mình mà không có sức khỏe thì làm sao mình làm được. Nên là tôi nghĩ việc đầu tiên là cứ phải có sức khỏe đã. Việc thứ hai, 25 tuổi cũng tương đối trẻ vì mới ra trường được có 2-3 năm thôi, thì tôi nghĩ là hãy học hỏi, hãy học một cái gì đấy mà nó có thể giúp mình kiếm tiền. Vì thực ra từ 25 đến 30 nó cũng gần mà, có 5 năm thôi. Nên là mình học cái gì đấy mà mình có thể đi kiếm tiền được, ví dụ là chuyên môn của mình hoặc là một lĩnh vực bên ngoài, ví dụ đầu tư, trading cũng là một kiểu. Hồi trước tôi nhớ tôi đọc một câu là sau này mọi đứa trẻ trên đời nó cũng sẽ phải biết về lập trình, giống như kiểu là chúng nó biết về toán hoặc là ngoại ngữ, tức là nó sẽ coi cái việc lập trình là giống như kiểu là một cái ai cũng phải biết đấy. Tôi nghĩ câu đấy cũng hay. Nên bây giờ tôi chẳng ai tôi nghĩ rồi là tôi hay trading, tôi nghĩ là khéo khi nào đến một lúc nào đấy người ta thấy là cái việc trading nó cũng quan trọng như việc là học toán, học ngoại ngữ, học lập trình không đấy. Các bạn thử nghĩ xem. Chứ hôm trước tôi cũng nói chuyện với bạn học bách khoa ra trường lương cao, cao hơn khờ khớ các bạn mới ra trường nhá, không phải không, không phải cao hơn 90% các bạn đang ra trường. Mà bạn bảo là bây giờ có một công ty B đang bảo em sang làm, lương 1,5 lần họ đồng ý. Ê, tôi bảo là thế thì ngon quá, sang làm mặc dù không đúng chuyên môn lắm, mặc dù vẫn là kỹ thuật thôi, nhưng mà không phải đúng cái chuyên ngành mà bạn ấy định theo đuổi đấy. Đấy thì có được không, tôi bảo vẫn ok, cứ làm đi kiếm tiền. Xong rồi tôi có bảo bạn ấy thêm, mà thực ra nếu mà em mục tiêu của em là kiếm tiền nhé, thì chuyên môn tốt các thứ có thể giúp em kiếm được tiền, cũng có thể kiếm được nhiều đấy. Nhưng mà thật sự là để mà kiểu như dư giả, mình không phải nghĩ ngợi nhiều về mặt tiền bạc các thứ, mình có thể đi xa được nhiều hơn hoặc là đi đi được nhiều chỗ hơn với những cái trải nghiệm trong cuộc sống ấy, thì mình bắt buộc mình phải đầu tư. Có thể đầu tư đất đai, thì có thể đầu tư về chứng khoán, có thể đầu tư coin, crypto vân vân. Tất cả những cái đấy là mình phải phải để ý nó. Chứ mình không thể bảo tôi bây giờ chỉ cần chuyên môn giỏi là ok,
Tôi nghĩ cái đấy nó chưa đủ, thật sự là như thế, mà chẳng tội gì mình lại không 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 tranh thủ. Thực ra cũng, các bạn đừng nghĩ là kiểu như là đầu tư hoặc là trading hay là cái gì đấy nó phải dùng một số vốn rất lớn thì nó mới có thể bẩy được lên, không phải đâu, không phải các bạn. Như crypto chẳng hạn, vốn các bạn có thể chỉ cần vài trăm đô, có thể có 1.000 đô, nhưng các bạn có thể kéo lên 10.000, 20.000, 100.000 nếu thật sự các bạn có kiến thức. Tất nhiên là tôi nói cái từ nếu to đùng đấy nha, chứ không phải là tôi vẽ ra một cái viễn cảnh viễn mơ cho các bạn đâu. Chứ còn thực ra có rất nhiều người cũng cháy tan hoang sớm mướp, người đấy đang ngồi trước mặt các bạn. Nên là tôi nói đây là nói về mặt phương án, về lộ trình, chứ còn thực ra thì trên đời nó không có gì dễ ăn. Miếng format trên bẫy chuột, nó là đồ miễn phí nhưng nó ở trên bẫy chuột, chuột mà ăn phát thì chuột cũng đi luôn, liệm luôn. Nên là trên đời này thì mình mà muốn đạt được một cái gì thì mình phải chấp nhận liều ăn nhiều, mà có liều thì mới có ăn. Huấn Hoa Hồng nói cái gì nhỉ, quên rồi, lâu nghe anh Huấn quên mất đấy. Cái gì nội, có bạn nào mà nói về cái việc là sinh viên có nên mua vàng không hay cái gì ấy nhỉ? Anh vừa thấy đâu rồi? Hỏi là có nên mua vàng không đúng không? Anh lướt lướt qua anh nhớ anh có một bạn tên là hình như TG Huy đấy, anh không để ý lắm. Mua vàng hay không thì thực ra anh nghĩ mua vàng hay không thì quan trọng là em phải giữ được lâu nữa. Vàng em phải giữ được tính khoảng 10 20 năm thì mới tính, còn em đầu năm mua cuối năm bán này còn thua. Em mà giữ được 20 30 năm căng á, mà đơn giản nào. Con người bây giờ không đủ kiên nhẫn đến mức ấy. Ok, xin chào bạn Mỹ, xin chào bạn Thư. Ôi, lên 34 người xem rồi cả. Tuyệt vời. Xin chào các bạn, tôi là Lê Công Minh. Tôi chính là người viết bài cho group học IELTS từng bước một, và tôi là người duy nhất viết. Lý do duy nhất, tôi không đủ tiền thuê thêm admin. Mà thực ra là trải nghiệm mỗi người nó khác nhau mà các bạn, chẳng ai giống ai, nên là thuê cũng chẳng biết thuê như nào. Nên là tôi cảm thấy khá vui vì group của mình tuy nhỏ nhưng mà vẫn được các bạn đọc hàng ngày. Xong rồi, nhiều bạn nhắn tin cảm ơn sau một thời gian làm theo đạt được những thành tựu ABC, đấy là điều tôi rất là vui thật sự. Kiểu đứa con tinh thần đấy các bạn, nó gần 24.000 sub rồi đấy. Mà kênh này của tôi là tôi ẩn hết, tức là tôi không để public ấy. Kênh này của tôi là private, tức là các bạn phải biết qua ví dụ người khác giới thiệu, hoặc các bạn xem YouTube của tôi các bạn biết thì các bạn vào. Chứ còn nếu mà bảo tự dưng mà ai tìm được thì tôi nghĩ là khó. Không biết là Facebook nó có thuật toán để giới thiệu một group private không, tôi nghĩ chắc là không đấy, hoặc có thể có mà tôi không biết. Nhưng mà về cơ bản là hầu hết những bạn vào đây là thường là phải xem qua YouTube hoặc là có bạn nào khác add vào đấy. Nên là tôi thấy lên con số 24.000 nhiều thật. Nếu mà quy ra sân vận động là bằng nửa sân vận động Mỹ Đình các bạn ạ. Sân vận động Mỹ Đình là 44.000 chỗ, được 24.000 rồi, quá nửa. Dạo này béo á? Không béo mà có 71 cân thôi, vẫn ngon. Tôi đi tìm chỗ tập gym rồi, sắp tới 6 múi rồi, ngon ngay. Anh không để tiền trong SCB em ạ, anh hay dùng ngân hàng VP hơn, tại vì VP có kiểu nạp rút nó nhanh các thứ. Gần đây có dùng thêm Tech với Vietcom đấy, ba ngân hàng chính hay dùng thôi. Chứ còn thực ra anh quan điểm là gửi tiền tiết kiệm không phải là một kiểu tiết kiệm, tức là đối với cá nhân anh thì anh không thích dùng tiền để gửi trong ngân hàng. Nếu mà là anh sẽ tìm những kênh đầu tư khác, ví dụ anh sẽ thà anh mua mảnh đất cho xong, nó nhỏ xinh xinh 100 200 thôi, biết đâu nó là x10. Nó khó lắm. Ngày nó qua các bạn ạ. Cái ngày mà mảnh đất x10 đã qua rồi, những chỗ nào ngon người ta mua hết rồi các bạn ạ. Nên là càng về sau mọi người càng sinh sau đẻ muộn thì nó có cái lợi, nhưng thực ra nó có rất nhiều điểm khó. Về tôi ví dụ như này, hôm nay tôi cũng đọc một bài, ở kể ra mình đọc nhiều thứ phết. Tôi đọc một bài là Đỗ Mỹ Linh lấy con bầu hiển,
Thì con trai Bảo Hiển sinh năm 95, Mỹ Linh năm 96. Một con trai Bảo Hiển tổng tài sản như đã có 900 bao nhiêu tỷ. Các bạn thử nghĩ ra các bạn làm bao nhiêu lâu 900 bao nhiêu tỷ. Đúng không? Khó lắm các bạn. Ôi giời ơi, khó lắm các bạn ơi. Bố mẹ của bạn Đỗ Vinh Quang, Đỗ Quang Vinh ở đây tôi không nhớ tên lắm. Đã đi đi, đi trước chúng ta 70, à quên. Đi trước chúng ta 30 40 năm. Bây giờ chúng ta mới cố con của họ đã có trong tay ba gần 1.000 tỷ thì các bạn làm ăn gì đó khó lắm, trừ khi phá nhà phá cửa lô đề cờ bạc thôi, nhưng mà trường hợp nó ít lắm các bạn ạ. Bây giờ nó có câu lạc bộ Sao Đỏ đấy, chuyên dành những doanh nhân, chắc câu lạc bộ 1.000 tỷ vài chục nghìn tỷ, xong rồi lại có những câu lạc bộ kiểu con của những doanh nhân câu lạc bộ Sao Đỏ chơi với nhau khó lắm. Nhưng dù sao cũng may mắn là tiền nó chỉ là một cấu phần của cuộc sống thôi. Các bạn có nhiều tiền thì ngày các bạn ăn giỏi lắm một năm bữa, ăn nhiều đi tập gym nhiều có gì đâu, đúng không? Đánh gôn thì ngày đánh giỏi lắm là 20 tiếng làm sao đánh hơn được. Nên là dù sao thì chúng ta vẫn phải tự cứu chính mình. Úi dồi, hoành kinh thế. Nên là không biết hôm nay đổ để lỡ tin CPI phải điều tốt hay xấu. Đất ở đâu cũng đắt, đất ở đâu cũng thấy tăng, chỉ có tiền là ít đi. Nên là nếu chúng ta không cố gắng tìm cách các thứ thì khó lắm đấy các bạn ạ. Ok, hết đồ tài. Cựu học viên đăng ký từ 2020 mà đến hôm vừa rồi mới học xong. Lý do rất đơn giản, vì bạn tài này bạn ấy ở trên biển, hôm vừa rồi vào đất liền mới học xong. Rồi. Nhiều học viên nhiều lúc không nhớ hết à. Mặc dù là dạy một một, chả hiểu là những cái trung tâm mà dạy 20 người một lớp này làm sao mà các thầy cô nhớ hết được các học sinh này. Chắc chắn là không thể nhớ rồi. Ôi, 39 người xem. Hay. Cặp kính cũ vẫn chưa đổi, mặc dù anh đã lắp kính mới rồi, lý do vì sao vậy anh? Không, anh chưa lắp kính mới đâu. Vẫn kính ấy đấy, nó không tăng số đâu. Chả đổi gì luôn. Nhưng vậy à, rồi, thấy câu hỏi
giờ mà học speaking để mà giao tiếp ổn có nhất thiết phải học IELTS không? Tại sao IT, tại IT người ta cũng chỉ cần mình nói sao cho họ hiểu, đúng rồi, cần gì học IELTS của em. IELTS em chỉ học khi trong trường hợp là em đi nước ngoài thôi, hoặc là em đi dạy, hoặc là công ty em cần cái đấy, chứ còn nó không em học TOEIC xong em học thêm một khóa giao tiếp là xong, mà cần thì phải học đến 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 những cái kia làm gì cho mệt mỏi ra, được chưa? Không cần thiết. Nếu buồn ngủ mà deadline gì anh uống cà phê hay làm gì cho tỉnh táo? Khó nhỉ. Nếu buồn ngủ deadline, anh nói thật với em, anh mà buồn ngủ vay đi ngủ luôn, deadline cũng để sau, ngủ dậy tính tiếp. Vì thực ra anh không tính việc làm cái gì đấy dựa trên, tức là nhá, cái việc mình làm trong 1 giờ ấy mà hiệu suất nó cao, tốt hơn cái việc là mình vừa ngủ vừa lờ đờ, đúng không? Xong mình lại phải sửa lại cái mớ đấy. Nên là đối với anh đi ngủ cho lành. Anh không uống cà phê, anh không thích cà phê. Anh vào quán cà phê em biết anh gọi gì không? Đố bạn nào biết vào quán cà phê tôi gọi gì? Gọi phát là trả lời đúng, hôm sau mời luôn. Hứa. Nhanh khẩn chưa? Ngoài tiếng Anh và Trung ra anh còn nói thêm được ngôn ngữ nào không? Không em ạ. À, anh nói tiếng Việt. Em nói tiếng Việt đây, ngôn ngữ chính đây, đỉnh luôn. Tiếng Việt đỉnh của chóp luôn. Khẳng định tự tin về tiếng Việt luôn. Nên đi lúc lại đi Úc làm không anh ơi, hiện giờ tỷ giá tiền thấp quá. Anh thấy yên Nhật cũng thấp, Úc cũng thấp, nói chung bây giờ các đồng đều mất giá hết. Nên là em cũng phải cân nhắc đấy. Nếu mà xác định đi làm vì tiền thì mình thử nhân xem mà nó có xứng đáng không. Còn nếu không thì ở Việt Nam nữa. Anh thấy thực ra thì quan trọng nhất vẫn là tư duy. Tư duy của em tốt thì em ở đâu thì vẫn là ra tiền. Còn tư duy của em mà không tốt thì tỷ giá nó có cao nữa thì nó chỉ là nhân thêm một tí, nó không thể nhân thêm quá nhiều đâu. Nên là hãy cải thiện cái này thay vì là nghĩ xem đi đâu. Anh nghĩ đi đâu nó chỉ là một phần của câu chuyện thôi, nó không phải là cái quá quan trọng. Target em là ra trường muốn ra bên nước ngoài làm việc. Ừ. Được, hào hán. Đi thôi. Anh thích trong nước. Anh thấy Việt Nam kiếm tiền dễ hơn. Ở nước ngoài khó, mình không cạnh tranh à? Chịu. Anh một ngày ngủ đủ 8 tiếng không? Không em, làm việc chăm chỉ làm sao ngủ đủ 8 tiếng đâu. Hơn 7 tiếng thôi. Giờ ngủ nhiều rồi, không như hồi xưa, hồi dậy nhiều ngủ ít. Giờ ngủ chưa mở mắt. Trà sinh tố xoài, trà chanh, nước chanh, cam ép, đá xay, trà gừng, ôi trời ơi. Chưa đúng các bạn ơi, chưa đúng, chưa đúng. Muốn mời quá mà không có ai để cho mình mời. Ống phái các bạn ơi. Sữa chua đánh đá, ôi trời ơi, sữa chua đánh đá đẹp già lắm nhưng mà cũng không phải. Nước suối rồi vào cả cà phê sẽ có nước suối. Có cà phê rồi phải uống cái gì đấy chứ. Gọi qua cà phê, gọi trà đá miễn phí mà em cần phải gọi. Thế này là mình không được mời ai à? Chứng tỏ mọi người hay không hay đi cà phê hay sao nhỉ? Bác sĩ không phải, anh không uống cà phê anh bảo rồi. Cà phê là cái nó không có trong từ điển của anh không uống cà phê. Bỏ những yếu tố cà phê nhá. Kỉnh vào quán cà phê gọi coca. Ờ, cũng hợp lý. Nước lọc. Chứng tỏ mọi người ít vào quán cà phê. Chứng tỏ mọi người không đi nhiều quán cà phê như tôi. Tôi đi cà phê nhiều cực kỳ luôn. Một tuần mà tôi không ngồi mấy buổi tôi không chịu được. Có những ngày mà tôi lê la khiếp quán xá dã man luôn. Em làm quán cà phê có mỗi 3 loại cà phê, đá xay, trà. Ờ, thế là thiếu rồi. Hồi chốt nha, trả lời nhá. Thôi không phải đoán, tôi vào cà phê ấy tôi chỉ gọi nước dừa thôi các bạn ạ. Sao các bạn quên cái phần nước ép hoa quả thứ nhỉ? Nước dừa và sinh tố bơ là 2 cái tôi hay uống nhất.
Nhiều lúc nhá, tôi đi với vợ, vợ tôi gọi bạc xỉu, tôi gọi nước dừa, thế là người bưng ra, người ta đưa cho tôi bạc xỉu, người ta nghĩ kiểu mình manly mà phải uống cà phê, vợ thì mình uống sẽ uống sinh tố bơ hoặc là nước dừa cho đẹp da, ai ngờ ngược lại đấy, tôi toàn uống thế, chán quá không được mời ai, buồn. Nào tiếp, anh nghĩ gì về lối sống YOLO với tiết kiệm? YOLO là you only live once đúng không, bạn chỉ sống có một lần đúng không? Thực ra thì anh nghĩ là câu này nó rộng á, YOLO trong trường hợp nào á, và tiết kiệm trong trường hợp nào á, ví dụ mà em ăn chơi phá quá chẳng hạn thì tất nhiên là em phải tiết kiệm rồi, chứ em lại bảo là tôi chỉ có một đời để sống, tôi phải sống thế, nhưng mà thế thì chất lượng cuộc sống em lại giảm, em lại phải cấu chỗ nọ cấu chỗ kia thì nó chả sung sướng gì, hoặc đi vay tiền đúng không. Và ngược lại bây giờ lúc cần chi tiền các mối quan hệ quan trọng chẳng hạn, em lại bủn xỉn, em lại không không chi chẳng hạn, thì tiết kiệm nó chả giải quyết gì, nên là anh nghĩ là nó phải thiên biến vạn hóa. Ở đời khó nhất là không đoán được là mình đang làm gì, mà chứ mà đoán được thì nó lại dễ quá. Nên là đối với anh nghĩ là không nên chọn nghiêng hẳn ở bên nào đấy, vì nó sẽ làm kiểu nó làm cho cái thái cực nó bị quá mức đi ấy. Điều anh cũng hay. Lúc cần thì phải bỏ nhiều tiền, nhưng lúc không cần thì phải tiết kiệm. Sao ai hỏi là tăng cân nhỉ? Nó tăng đâu? 71 cân không hề tăng tí nào luôn. 6 múi cực đẹp đứng lên cho xem nhá. Mà thôi, tối rồi, mọi người còn có giấc ngủ nữa. Thôi, không sao nhá. Anh làm gì để lại động lực làm việc học tập? Em biết có nhiều việc cần hoàn thành nhưng chẳng muốn làm, chỉ nằm một chỗ xong hết ngày. Ừ, anh có làm đâu. Anh mà chán anh không làm. Cần gì phải lấy lại động lực em? Chán là không làm. Khi nào có động lực làm tiếp. Còn thực ra nha, nếu em đã xác định tinh thần ấy là em cần phải đạt được nó ấy, thì lúc đấy thì thôi, bỏ động lực sang bên. Gạt cái phần động lực cái sang bên, hoặc là gạt cái phần lý do sang bên. Cứ thế mà làm. Không có lý do lý chấu rồi. Còn chừng nào mà em vẫn làm theo kiểu cảm xúc, tức là kiểu như có một cái lý do đấy để làm, hoặc là làm vì một cái gì đấy, thì em rất khó làm. Lúc mà khi mà hoạt động theo kiểu không còn cảm xúc nữa thì nó mới đi xa được, nói thật đấy. Tức là lúc với em kiểu như là chán lắm. Lại tâm sự về chuyện trading. Trước có một thằng em tôi, nó nói với tôi ôm nhà, lúc nào mà anh chán giao dịch nhất ấy, là lúc anh kiếm được nhiều tiền nhất. Thế là tôi nghĩ bảo thằng này điêu, chán giao dịch làm sao mà kiếm được tiền đấy, thế nó lại đúng. Hôm nay là ngày mình rất chán, thực ra không phải chán mà ngại, thì những gì mình nghĩ nó chạy đúng như những gì mình nghĩ, mình lại không làm đấy. Còn những hôm hào hứng khí thế thì nó lại đứt, nên là cũng quay trở lại câu chuyện học hành kia. Anh thấy là nếu em muốn làm cái gì đấy thành công ấy, thì em phải làm lúc em chán nhất, kiểu như là không còn cái gì có thể chán hơn thì em làm. Chứ còn nếu em đợi một cái khoảnh khắc mà nó phải rất là vui, rất là gì đấy thì em mới làm thì anh nghĩ là sai rồi, lúc đấy là muộn rồi em ạ. Anh nói thật đấy, đừng tìm lý do để kéo động lực trở lại, mà cứ phải làm thôi, làm khi nào cũng thể nào mà chán hơn được nữa, thì là lúc nó hết chán rồi mình lại có động lực làm tiếp. Cuộc sống mà em, nhiều lúc chán lắm nhưng vẫn phải làm, đấy người ta gọi là sự chuyên nghiệp. Anh bắt đầu học trading từ nguồn nào? Có nhiều lắm mà, YouTube này, sách vở này, thầy thợ thứ. Nên là đối với anh thì anh thấy là có nhiều nguồn, nhưng quan trọng nhất vẫn phải hỏi. Em phải chịu khó hỏi, hỏi cái nọ, hỏi cái kia. Tức là trong cái mạng lưới của em phải có người để em hỏi. Em hỏi thì em mới tiến bộ được. Anh là người hay hỏi lắm. Đấy, cái câu chuyện mà cái bạn học sinh cũ của anh ấy, học viên cũ của bạn, nó hỏi sếp mà sếp trả lời là sẽ dễ thế đấy. Anh bảo là nếu mà là anh ấy, là anh hỏi tất, không ngại gì hết. Mà người ta không trả lời mình hỏi người khác, ơ có làm sao, cánh cửa này khép lại mình mở cánh cửa khác đúng không, chắc gì cánh cửa đấy nó dẫn ra phòng khách, nhưng nó dẫn ra ấy sao, nhà kho sao. Nên là mình không việc gì phải ngại, hỏi tệ hết, gõ tất cả cánh cửa, làm tất cả các cách để đạt được, quan trọng là kết quả. Kết quả đạt được là mình đúng, còn kết quả không đạt được là mình sai, thế thôi. Nên là em đừng lo cái việc là em đang làm em hỏi người khác người ta không trả lời, ví dụ em hỏi anh không trả lời ok em hỏi ông khác chả làm sao cả đúng không, quan trọng gì đâu.
này có phải là cái này xong rồi tin nhắn nó chạy đâu không nhỉ? Anh vừa thấy con bạn hỏi về cái việc là bạn ấy gõ máy nhanh từ 90 từ 1 phút theo lời khuyên của anh, không bây giờ không thấy cái tin nhắn đấy đâu, nó chạy đâu nhỉ? Hay là anh hoa mắt, anh làm sao mà hoa mắt được? Mặc dù mình đang nói này nhưng mình nhìn mình vẫn đọc được chữ mà người viết đấy. Sao lại thế nhỉ? Hay là xóa đi nhỉ? Theo anh, người bình thường có nên phẫu thuật thẩm mỹ không? Không định làm hot girl hay KOL vào showbiz chỉ đơn giản là muốn bản thân đẹp hơn. Anh nghĩ đẹp hơn thực ra là nhu cầu của mỗi người, cái điều ấy thì không thể nào mà khác được, đúng không? Bây giờ mình có một cái gì đấy mình chưa đẹp, mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn. Anh thì anh không khuyên về việc là có nên phẫu thuật thẩm mỹ hay không, bởi vì thực ra quan điểm mỗi người mỗi khác. Nhưng mà như bản thân anh thì anh thích cái kiểu tự nhiên, vì anh nghĩ theo cái kiểu là đôi khi là, tức là đôi khi là xấu về một cái nét gì đấy nhá, nó cũng là một kiểu đẹp, chứ không phải là nó cứ phải đẹp hẳn kiểu chằn chặn mới là tốt đâu. Anh ấy cái kiểu thế cơ, nhưng có những người lại không nghĩ thế. Có những người họ nghĩ là không, bây giờ tôi mà xấu cái điểm này, ví dụ mũi tôi tẹt, tôi sẽ làm cho nó cao vút trời từ trán mọc xuống đấy thì nó mới là đẹp đấy. Thế này bạn Ti Trần này vừa mới nhắn tin đấy, chuẩn luôn, rõ ràng mình không sai. Anh chia sẻ về việc tán gái đi anh, em cứ tán bao nhiêu, bạn nào là bạn ấy chỉ có em là bạn. Ôi trời ơi, kém lắm, kém kém rồi. Thôi tán gái hoặc là cưa cẩm không nói trong YouTube, đây là môi trường học thuật, thuần học thuật. Anh cho em xin một vài kênh YouTube và một số cộng đồng về trading. Anh ấy, em đừng xem YouTube vội, em ấy mua sách về mà đọc. Em mua quyển của Jesse Livermore Chết vì chứng khoán, hoặc là em mua quyển của John Grant đúng không nhỉ, hay là Adam Grant, anh không nhớ tên lắm. Đại loại là về anh mấy cái quyển sách kinh điển đấy, đọc mấy cái đấy trước chứ đừng lên YouTube xem YouTube giờ loạn đấy, loạn thật đấy. Không phải không, đừng mà xem YouTube giờ này, xem cho nó vui thôi. Em mà xem YouTube mà em trading em kiếm được tiền thì ai người ta làm YouTube làm gì nữa, đúng không? Mục đích của làm YouTube không phải là giúp em kiếm tiền, mục đích của làm YouTube là họ kiếm tiền từ em, phân biệt hai thứ với nhau. Chào anh Minh, mới hôm nào nghe anh luyện gõ phím bây giờ luyện được 94 một phút. Ok, chuẩn rồi, 94 từ là ngon rồi. Anh gõ được 110 từ một phút, thế là hơn em 20 từ. Nhưng mà 90 từ anh nghĩ là rất là nhanh rồi, hơn rất nhiều người đấy. Các bạn nào mà đang gõ máy chậm thì luyện đi nhá. Thật sự các bạn ạ, các bạn mà gõ máy nhanh nó khác lắm. Cái gì các bạn chỉ cần làm nhanh hơn 10-20% so với người khác thôi là các bạn ở một cái level khác. Nên là cứ chịu khó đi, rèn những cái nhỏ trước, gõ máy nhanh này, đọc đọc sách nhanh, các bạn thử đọc sách nhanh mà xem. Úi sổ rồi, khác lắm các bạn ạ. Tôi đọc sách nhanh lắm. Nhưng mà mình cũng không hay nói về việc đọc sách lắm, một phần vì mình không hay đọc. Tại lười rồi. Hồi trước là đọc nhiều, sinh viên đọc nhiều lắm. Nhưng mà một phần là bởi vì tôi thấy là cái việc đọc sách ấy nó tùy gu. Nếu mình bảo quyển này hay người ta thấy không hay, rồi người ta bảo ớ nó kia mệt. Nhưng mà tôi cũng chả thích tranh cãi. Giờ lớn rồi, không tranh cãi. Tranh cãi trên mạng nó không giải quyết gì. Mỗi người có một kiểu khác nhau. Nên là cứ làm cái gì mình cảm thấy phù hợp. Em chỉ mong là anh đừng xóa video, yên tâm anh không xóa nó, anh còn up hẳn lên YouTube luôn. Em chả hiểu sao game xong gõ nhanh hơn hẳn, chính xác. Anh gõ máy nhanh hơn cũng chính là bởi vì hồi chat Yahoo mà. Bật tab lên chat với 10 người một lúc thì trả nhanh. Đây hai câu hỏi tương đối giống nhau. Bạn Trúc hỏi là anh ơi cho em xin link video cách đọc sách của anh. Hai là đọc sách nhanh là cứ đọc nhanh hay có cách. Đấy, của bạn Hạnh. Thực ra anh nghĩ như này này, cái việc đọc sách ấy anh cũng học rất nhiều cách về đọc sách nhanh rồi nhá. Đủ kiểu trên trời dưới biển luôn, nhưng anh thấy là tôi với cá nhân anh thấy là thực ra việc đọc nhanh ấy nó chỉ nằm ở cái việc là mình đọc nhiều thì nó sẽ thành thói quen. Lúc em sẽ nhìn được nhanh và em sẽ lướt qua nhanh và em sẽ nắm được cái thông tin. Quan trọng là em phải tập trung và em phải đọc nhiều để tạo thành cái thói quen. Đấy. Ví dụ như là anh vẫn đang nói chuyện với mọi người, đúng không? Anh vẫn nhìn được trên comment các bạn viết cái gì, xóa phát anh biết ngay. Đấy. Mặc dù anh có đọc thành tiếng đâu. Nên đấy là một cái kiểu mà kiểu mình nhìn quen phát, nhìn sơ qua chữ phát là mình có thể biết ngay là mọi người định nói cái gì đấy. Nên là anh thấy là cái việc đọc sách nhanh rất là quan trọng, thật sự luôn. Thời đại học nhé, học các môn mọi người học đại học chắc mọi người biết đúng không, sách giáo trình có phải 200-300 trang,
Mọi người đọc bao lâu xong vở đấy? Đọc sách mà như thế anh đọc khoảng tầm 2 ngày xong. 2 ngày mà vẫn ghi chú, thích nốt các thứ, biết hết xong rồi nhá. Đấy, xong đi chơi. Thời đại của anh là chỉ có đi chơi. Xong đến cuối kỳ anh lôi cái phần anh đã ghi ra ôn thi. Đấy, đấy là cách học của anh. Chứ thời đại học thật sự là không chăm học đâu, toàn đi chơi với người yêu thôi. Hỏi thầy, thầy ơi, em còn mấy buổi nữa chuyên cần này, nếu mà hết điểm chuyên cần thì thầy thầy thông cảm cho em, còn nếu vẫn còn thì em xin phép nghỉ em đi chơi với người yêu. Thầy chán. Em hỏi chút, anh có thói quen viết trên giấy hay viết trên máy, làm sao để anh duy trì được thói quen này? Ok, câu hỏi rất hay nhưng nó lại làm anh buồn. Anh buồn bởi vì em lại có niềm tin là anh viết được trên giấy. Anh nói với em anh viết trên giấy, anh còn không đọc được anh viết cái gì cơ. Không phải không, nên là anh không bao giờ viết trên giấy, anh viết trên máy tính, gõ trên máy tính. Vì sao? Để duy trì được thói quen. Là anh có thói quen không? Anh thích viết mà, nó không phải thói quen. Em mà vào cái trang quangminhoncloud.com của anh có viết một dòng là một người thích viết lách đúng nghĩa, bởi vì anh đúng là một người thích viết. Anh ở đấy viết nó vui mà. Kể cả trong trading này nhá, anh còn làm một cái file nó là trading ký sự. Anh để private. Anh làm lệnh nào mất để thua lỗ được bao nhiêu tiền anh đều thấy viết hết vào đấy, xong anh đọc lại, à ok hồi đấy mình đã sai như này, đúng như này, làm như kia đấy kiểu đấy. Tơ thành một cái luồng tư duy mà mình hiểu là mình đang đi như nào. Anh thấy cái việc viết ấy, nó cho em một thứ, nó chỉ cho em đúng một thứ thôi. Nó là làm nó sắp xếp lại tất cả những cái gì mà em đang có trong đầu thành một cái nó hoàn chỉnh, và em nhìn mọi việc nó chuẩn hơn thế thôi, nó chỉ có đúng như thế thôi. Còn cái việc viết nó không có gì đặc biệt ngoài ngoài cái đấy. Anh thấy là khi mình viết thì mình sẽ sắp xếp lại tất cả những vấn đề của mình, tìm ra phương án lý do, và sau đấy mình sẽ dần dần giải quyết được hết. Anh bắt đầu viết nhiều từ hồi cấp 2 mà. Hồi đấy có một vấn đề xong cái mình viết, xong tới mình có thói quen. Hồi đấy viết tay chữ còn đẹp, không phải đẹp quên, chữ còn dễ nhìn, xin lỗi không phải đẹp, vẫn dễ nhìn. À, sau này chữ xấu như con ma, mình mà viết bây giờ mình không đọc được luôn, bực. Kiểu một phông chữ riêng không đọc, chữ xấu thế mà em vẫn tốt nghiệp tiểu học. Này nó không gọi là back test đâu em ạ. Anh viết về 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 trading không gọi là back test, tại vì anh có làm lại lệnh cũ đâu. Anh chỉ viết về cái tâm lý và cái tư duy của mình lúc đấy thôi, chứ không phải là back test. Back test là như kiểu là em phải tua lại em ấy. Anh không làm kiểu ấy. Vì lệnh đã qua rồi thì back test làm gì nữa. Hồi đấy anh đọc bao nhiêu chữ một phút? Hồi đấy tức là hồi sinh viên hay là hồi nào? Nếu mà hỏi về hồi bây giờ thì ví dụ như đọc truyện nhé, đọc truyện tiểu thuyết trinh thám các thứ ấy. Một phút anh đọc được 2 trang, một quyển 300 trang anh đọc trong khoảng tầm tiếng rưỡi đấy. Anh ơi bây giờ em phải chạy deadline, có lưu lại video không? Có, yên tâm chạy deadline đi em ơi. Một tươi. Anh hay lưu trữ những gì mình viết ở đâu? Anh lưu cho máy tính của anh, lưu hết trên máy tính. Cái gì quan trọng thì không, anh chẳng bao giờ để lên cloud đâu. Nói chung là anh viết trên máy tính, để trên máy tính. Bộ nhớ ổ cứng máy tính bây giờ tầm 1T, 2T là lưu được thoải mái mà. Chả vấn đề gì cả. Nên là anh hay lưu trên máy tính, đọc lại những bài đấy, thực ra anh chẳng đọc. Mọi người nên nên tập cái thói quen ghi lại những hành trình trưởng thành của mình ấy, nghe nó hơi sáo rỗng nhưng mà thực sự nó quan trọng. Mọi người ghi để mọi người biết là mọi người đang đi hướng nào, làm có đúng hay không. Yêu chị này hay yêu cô này, khóc hay là cười, hãy ghi lại. Rồi mình nhìn lại mình sẽ có nhiều bài học. Thực ra khi mọi người viết cũng là một cách để mọi người hiểu hơn về bản thân ấy. Nó lại quay trở lại câu giống bạn Ngân với bạn hỏi ấy. Hiểu bản thân mình là như nào hay biết mình là như nào, thì cái việc mình viết nó mới giúp mình hiểu mình hơn được, chứ không viết không hiểu đâu. Thật sự bản thân mình cũng lằng nhằng các bạn ạ, trông ấy thôi, con người nó cũng trải qua vài triệu năm tiến hóa mà. Nên là để ra được một sản phẩm như này nó không phải đơn giản, các bạn hiểu được bạn là khó lắm ấy. Thì sau đấy tức là khi bạn hiểu bản thân mình, sao các bạn hiểu người khác được. Thể loại sách nào mà anh thích đọc nhất? Cái loại sách gì mà anh đọc mà anh không phải nghĩ là anh thích nhất? Liệu chuyện trinh thám, chuyện của tàu, chuyện lịch sử đấy. Chứ còn bây giờ vào đọc sách chuyên ngành thì mệt, đau đầu. Chỉ thích đọc cái gì nó vui vui thôi.
đọc cái gì mà cho mình kiến thức. Anh thích đọc những kiểu khoa học thường thức. Bây giờ anh đang đọc cái quyển trên máy đọc sách của anh, nó là về tức là quyển đấy của Trung Quốc, nó được dịch cái tiếng Việt nhưng mà nó giải thích là tại sao lại có những cái nọ kia. Nó giải thích những câu như là tại sao lại gọi là ngày nguyên đán, tại sao hai số 9 thì lại là xấu đấy, hoặc là tại sao lại trước cửa các đình chùa là hay có con sư tử đá, kiểu kiểu thế. Mọi người biết không? Không biết đâu, khó lắm ạ. Mà đọc những cái đấy vui mà. Nó gọi là gì nhỉ, khoa học thường thức hoặc là kiến thức chung, kiểu kiến thức nền ấy. Đọc những cái đấy vui, anh thích đọc kiểu ấy. Hoặc đọc về chuyện trinh thám, đọc có thoải mái. Rồi đọc về lịch sử, đọc thơ. Ui, anh thích đọc thơ. Bây giờ vừa mua quyển thơ của Xuân Quỳnh đang để trên giường. Khi nào ấy đọc thích thơ của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Nói chung là con người mộng mơ. Ui, nói chuyện tiếng không cả. Căng ấy. Lâu lắm không livestream của bạn. Livestream trên Facebook này thì nó không không thể như trên YouTube được. Mà thật ra tôi cũng không có nhu cầu nhiều lắm. Tôi nghĩ tầm một phạm vi nhỏ nhỏ vui hơn. Tất nhiên là tôi sẽ đăng lại lên trên YouTube. Giáo trình em đi học nhưng mà vứt xó, chỗ nào đẹp đẽ nhất toàn chuyện trinh thám với tiểu thuyết văn học kinh điển. Nó đọc nó bị cuốn, chính xác. Thực ra thì cuộc đời mình cũng giống như một cuốn truyện mà. Và mọi thứ nếu mà được theo kiểu kể chuyện thì tốt. Nên là anh thấy nhá, anh thấy với cá nhân anh nhá, nếu mọi người kể được chuyện ấy, biết kể chuyện ấy, thì mọi người cũng đi được khá xa ấy. Biết kể chuyện là một trong những kỹ năng mà ở trường học không dạy. Mọi người có để ý sao? Mọi người đọc một cái bài hay là bởi vì ông ấy kể chuyện hay, hay là bởi vì những luận điểm trong đấy hay? Khẳng định luôn là bởi vì câu chuyện. Tại vì kể cả như anh mà anh viết ra, mọi người biết thừa định nói cái gì rồi đúng không? Mấy cái này ông nào chả nói, nhưng quan trọng ông nào kể chuyện hay hơn, đúng chưa? Cũng là video livestream, cũng là một ông ấy nói, nhưng rõ ràng là ông nào kể chuyện hay hơn thì người ta ngồi nghe lâu hơn, thế thôi. Nên là anh thấy cuộc sống nói chung là ông nào kể nhiều chuyện, biết chuyện, kể chuyện thì sẽ đi được xa hơn. Đấy là một trong kỹ năng quan trọng, kỹ năng mềm ấy. Anh còn dậy sớm không ạ? Không em ạ. Dậy sớm làm gì? Bây giờ mình có dậy nhiều ở đâu. Bây giờ dậy chắc chỉ bằng 1 phần 3 hồi xưa, không nhiều như xưa, nên là sáng ngủ là sướng. Ai rồi cũng khác mà. Ai cũng có những mục tiêu riêng, ai cũng có những con đường riêng, cách thức đi riêng. Không thể dạy mãi được, không thể dạy học mãi được, nên là phải giảm bớt đi, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, suy nghĩ những thứ khác. Nói chung mọi người hãy cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ. Nói thì nghe nó sáo rỗng nhưng mà mọi người có hay suy nghĩ không? Hay suy nghĩ? Suy nghĩ chỉ đơn giản là làm cho mọi thứ nó tốt hơn ấy. Đấy, mọi người có hay làm được không? Hồi sinh viên đọc sách chuyên ngành bao nhiêu chữ một phút? Ôi anh, thật sự anh chịu em hỏi cho anh không biết luôn. Nhưng mà đấy anh học kinh tế, những sách giáo trình anh đọc khoảng 2-3 hôm mà xong. Anh ghi lại take note những cái điểm quan trọng, những cái key level. Xong rồi đến lúc thi lôi ra xem luôn. Chứ còn bảo bao nhiêu phút thì anh ngồi đếm rồi. Vì thực ra con số nó không quan trọng bằng cái việc là mọi người có được cái gì đấy. Ví dụ anh bảo anh đọc rất nhiều sách mà anh chẳng biết cái gì cả, hoặc chẳng có kiến thức gì cả thì nó cũng chả giải quyết gì đúng không? Hồi nọ anh dự định làm video chia sẻ dịch thuật, anh sắp làm chưa? Chết thật, mình có hứa cái này à? Chết rồi, không nhớ luôn, không nhớ tí nào luôn. Thôi giờ không còn dự định chia sẻ nữa rồi em ạ, giờ chỉ có nói chuyện phiếm mà. Chia sẻ môi trường làm nhà nước chịu không chia sẻ được, công chức nhà nước không thể chia sẻ được, xin lỗi các bạn. Tôi làm trong một đơn vị liên quan đến tổ chức chính trị xã hội nên là tôi không thể chia sẻ được. Nói chung nhà nước nó ngấm vào máu rồi, vì cả nhà tôi làm nhà nước nên là nếu mà hỏi chia sẻ tôi chỉ kể được điều tốt thôi,
Đây điều chắc chắn. Thôi nha, câu gì về nhà nước bỏ qua. Vì vì sao nhỉ? Ừ. Vì không hợp lý lắm. Úi giời, sao bây giờ anh làm việc tự do? Không, em ơi. Anh làm nhà nước em ạ. Anh làm nhà nước. Có một số bạn có thể biết là tôi làm ở đâu. Có một số bạn không, những bạn Kiên này không biết là làm đâu, tưởng tôi cù bất cù bơ freelancer, không phải đâu. Em ơi, anh làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều nhá. Nhà nước trả lương. Anh làm nhà nước mà. Công chức. Chứ không phải làm tự do. Một người tự do nhưng không phải làm tự do. Trong này không biết có nhiều người biết mình làm nhà nước không nhỉ? Hay mọi người nghĩ mình hay chơi, chắc khả năng là hay khả năng là ông này ông ấy thất nghiệp. Chia sẻ về việc sắp xếp thời gian để kiếm thêm tiền ngoài nhà nước được. Câu này hay. Anh trading thôi và đi dạy chấm hết hai nghề chính, hai lĩnh vực chính. Đi dạy là cho vui và có tiền ổn định. Trading là mất tiền nhanh nhưng đồng thời kiếm tiền cũng nhanh đấy. Còn trading như nào thứ thì phải dành thời gian rất nhiều, học hỏi nghiên cứu tích lũy kinh nghiệm rất rất nhiều, mất thời gian lắm. Thẳng thức tôi trade nó gọi là gì nhỉ? Dùng cho theo từ tiếng Anh nó gọi là aggressively, tạm dịch cho tiếng Việt là điên cuồng. Tháng này bớt rồi, giảm đủ chỉ tiêu, biết đủ. Anh còn đi dịch không anh? Anh có chứ, anh vẫn dịch mà. Trời ơi, nói về dịch tiếc quá. Tháng 9 vừa rồi có một show dịch nhưng mà diễn ra mấy ngày cho mình không xin nghỉ được. Chứ quả đấy mà đi xin đi mấy ngày cũng được mấy chục củ, đủ tiền ăn. Buồn. Làm nhà nước vì đam mê. Ơ nhưng chứng tỏ là có nhiều người không biết tôi làm nhà nước thật. Tốt. Cái gì biết ít sẽ thú vị, biết nhiều nó sẽ không hay. Tiểu lượng anh có cao không? Không em ạ. Quan trọng là uống với ai, quan trọng là uống với ai và uống vì cái gì. Em có theo dõi anh trước đây thì anh có chỉ anh làm nhà nước, sau đó em thấy anh dạy tiếng Anh nên em nghĩ anh làm tự do. Không em ơi, anh luôn luôn làm nhà nước. Dù anh có dạy tiếng Anh anh vẫn đang làm nhà nước. Nhà nước mà anh vẫn là nhà nước. Sáng nay cơ quan anh vừa khám sức khỏe xong, em mà xem video này từ đầu em mới thấy sáng nay cơ quan anh vừa khám sức khỏe xong. Đây này các bạn thấy không, sổ khám sức khỏe định kỳ này đấy, vừa khám sáng nay xong. Đây là một phần của cơ quan tôi mà tôi chụp hôm trước tôi đăng lên trên story ấy. Đấy. Một phần của cơ quan tôi. Cái gì? Anh có thể chia sẻ cách điều tiết lớp học được không ạ? Với bọn học sinh nó nghịch với lắm mồm quá. Anh dạy online mà. Không phải dạy offline như mọi người nên anh không có kinh nghiệm một khoản này. Nhưng anh có một ưu điểm là anh dọa người khá tốt. Kể cả là chưa phải gặp trực tiếp nhưng anh nói chuyện chắc là nó cũng có kiểu dọa được người nên nó thế. Bạn nào học 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 viên cũ của anh chắc cũng phải đôi lần bị anh dọa. Lâu rồi không thấy anh like phép YouTube, đúng rồi, một năm nay anh chả làm gì. Lười quá, chả đăng YouTube, chả làm gì, có mỗi viết bài trên này chứ cũng không có gì đặc biệt. Cái này sẽ làm xong rồi anh sẽ đẩy lên.